Cục Quản lý Đường Bộ Y Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam vừa có công điện về việc phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa hư hỏng cầu Đoan Hùng Phú Thọ. Theo công điện, hiện nay cầu Đoan Hùng tại km 111812, quốc lộ 2, địa phận tỉnh Phú Thọ đang bị hư hỏng nặng. Để đảm bảo an toàn cho cầu Đoan Hùng và an toàn giao thông, Cục Quản lý Đường Bộ Y tổ chức phân luồng giao thông để phục vụ sửa chữa cầu. Cụ thể, kể từ 29/2, ô tô từ 30 trở lên và xe khách bị cấm lưu thông qua cầu Đoan Hùng. Các phương tiện này được phân luồng trước cầu Đoan Hùng theo hướng phương tiện đến 109 km quốc lộ 2, ngã ba giao giữa quốc lộ 2 và QL70, rẽ trái theo QL70 đến KM15900, ngã ba Cát Lem, Yên Bình, rẽ phải theo quốc lộ 37 gặp quốc lộ 2 tại 134 km, thành phố Tuyên Quang rẽ trái đi theo quốc lộ 2 đi Hà Giang. Phân luồng từ xa, Hà Nội đi theo quốc lộ 2 đi Vĩnh Yên đến ngã tư giao cắt giữa quốc lộ 2 và đường Đào Tú, Tam Dương rẽ phải đi theo quốc lộ 2C đến Sơn Dương đi theo quốc lộ 37 đến nút giao quốc lộ 37, và đường Hồ Chí Minh rẽ phải đi theo đường Hồ Chí Minh qua cầu Bình Ca đến nút giao quốc lộ 2 và đường Hồ Chí Minh, rẽ phải đi quốc lộ 2 đi Tuyên Quang, Hà Giang. Các phương tiện từ Hà Nội đi cao tốc Nội Bài, Lào Cai đi theo QL70 đến KM15900 rẽ phải theo quốc lộ 37 gặp quốc lộ 2 tại 134 km, thành phố Tuyên Quang rẽ trái đi theo quốc lộ 2. Nguồn http://www.apcxigeartonxe3trucrlenqacaudoanhungd86709html/s/oi